này, như tôi su canh ngoài đi. Muốn muốn mua trồng của mua đi. Đấy kia cháy chậm quá rồi. Đó, các bạn là mua là thôi. Này quá. Đặt đặt lên bàn hội chị đấy. Chờ chị cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.